Vâng, xin chào tất cả các anh chị, mừng đã đến với kênh Kim Hương Bất Động Sản Đồng Nai ha. Hôm nay em đang có mặt tại xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Và miếng đất này là miếng tiếp theo em giới thiệu cho các anh chị trong cái đợt giá hạ gần nhất. Đó, miếng đất ngay trước mặt các anh chị luôn ha. Có tổng diện tích là 1.000 m². Từ cái bờ tường bên đó qua tới cái cọc bên đây. Đó, cọc bên đây là bám đường là 20 m ha mấy anh chị ha. Sâu xuống là 50 m. Là view núi chứa chan nha mấy anh chị. Đó, đó view núi chứa chan Gia Lào ha. Núi này rất là linh thiêng ha mấy anh chị ha. Đường trước đất của mình là đường 5 m. Và đất đã có sẵn sổ hồng riêng, sẵn sổ luôn. Từ vị trí đất của mình mà đi ra đường DT763 á, là chỉ có 200 m thôi mấy anh chị ha. Và đi ra quốc lộ 1A là đi dọc theo tuyến 763 đó là 2 km nữa là ra tới quốc lộ 1A ha. Đó. Và ngay sau lưng là đã có nhà dân sẵn rồi mấy anh chị ha. Và đối diện là thêm một căn nhà dân nữa. Thì khu vực bên trong này á, là hiện tại đang có hai căn nhà dân. Còn đi khoảng 100 m ra đầu đường á, là có rất là nhiều nhà dân mấy anh chị ha. Nhà dân bên ngoài đó là kín. Người ta chủ yếu làm nhà và vườn nên diện tích nhà khá là rộng. Đó, thì miếng đất vuông vắn rất là bằng phẳng mấy anh chị ha. Nhìn trên đất, nhìn trên màn hình các anh chị cũng có thể thấy là đất đang trồng điều, rất là bằng phẳng luôn ha. 1.000 m² đất, sổ hồng riêng sẵn sổ. Và miếng này đang được bán với giá là 900 triệu nha mấy anh chị. Chỉ có 900 triệu thôi, giá ba sổ luôn mấy anh chị ha. Thì các anh chị nào mà quan tâm tới cái miếng đất này ấy, thì cứ liên hệ với em theo số điện thoại 0906 388 027. Em để ngay trên góc trái màn hình ha. Đó, đường trước đất là đường 5 m nha mấy anh chị ơi. Đường này hai ô tô né nhau thoải mái ha. Rồi, và các anh chị nào chưa đăng ký kênh của em, tặng cho em một nút đăng ký kênh nữa nhé. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong những clip tiếp theo.